Quý vị khán giả đang đến với phần tử vi cuối tuần và cung đầu tiên là cung Bảo Bình cho quý vị sinh từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 18 tháng 2. Bảo Bình đang xử lý những công việc phát sinh một cách mau lẹ nên giảm tải áp lực và lo lắng xuống nhé. Bạn có tham vọng tuy nhiên cũng cần kiềm chế và biết hài lòng với những gì bạn đang có. Lời nói hay hành động lãng mạn đúng mức sẽ chính là chất xúc tác nuôi dưỡng và vun đắp cho tình yêu của bạn. Tình hình tài chính của Bảo Bình trong ngày mới khá dồi dào, đặc biệt là với những người đang làm ăn đầu tư kinh doanh. Nhưng khi có nhiều tiền, bạn cũng không nên quá chủ quan đâu, bởi vì chi tiêu bao nhiêu cũng hết, hãy có kế hoạch tích lũy nhé. Kế tiếp là cung Song Ngư dành cho những ai sinh từ ngày 19 tháng 2 cho đến ngày 20 tháng 3. Song Ngư đang rất nỗ lực, tuy nhiên có vẻ như thế là chưa đủ. Cảm thấy khá thất vọng khi công sức bỏ ra không được như mong đợi. Ai cũng có những lúc gặp khó khăn, tuy nhiên điều đó không có nghĩa là Song Ngư sẽ buông xuôi. Hãy tiếp tục cố gắng thì thành công ắt sẽ mỉm cười đối với Song Ngư mà thôi. Tình hình sức khỏe của Song Ngư trong ngày hôm nay không được tốt lắm. Cung hoàng đạo này trở nên căng thẳng và thấy mệt mỏi và chỉ muốn nằm dài cả ngày chơi mà thôi. Tiếp theo là cung Bạch Dương cho quý vị sinh từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 19 tháng 4. Bạch Dương có được cơ hội thực hiện mong ước của mình, hãy bắt tay vào hành động từ giờ để đón nhận thành quả sớm nhất. Trong chuyện tình cảm thì bạn cần phải cứng rắn hơn một chút, vẫn biết là khi yêu thì nên để trái tim dẫn lối, tuy nhiên bạn không thể lúc nào cũng để cảm xúc chi phối mà đưa ra những quyết định sai lầm. Vào ngày Chủ nhật này, Bạch Dương cũng nên quan tâm đến tình trạng sức khỏe của mình nhiều hơn nữa nhé. Còn cung Kim Ngưu sinh từ ngày 20 tháng 4 cho đến ngày 20 tháng 5 thì sao? Kim Ngưu trở nên khá cởi mở, thoải mái khi giao tiếp. Nhìn chính sự vô tư thoải mái quá mức đó lại đang khiến cho Kim Ngưu dễ bị lừa gạt. Vì Kim Ngưu không nhận ra rằng ai mới chính là người nên giao lưu và kết bạn. Những ngày này thì dường như sức khỏe của Kim Ngưu đang dần tốt lên. Kim Ngưu không còn ốm đau, bệnh nặng gì. Tuy nhiên có thể ốm nhẹ do thời tiết thay đổi thất thường. Với tình trạng này thì Kim Ngưu chỉ cần chú ý duy trì chế độ luyện tập đều đặn và tập cho mình thói quen đi ngủ sớm đấy nhé. Tiếp theo là cung Song Tử cho quý vị sinh từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 21 tháng 6. Song Tử làm gì cũng thiếu đi sự tập trung, tâm trí lơ đãng, nghĩ một đằng nhưng lại làm một nẻo. Cuối cùng hiệu quả không đạt được yêu cầu. Đôi khi chồng sau này đang quá cứng đầu, có những việc vượt ngoài khả năng thì bạn cũng không nên quá cưỡng cầu, ép buộc quá. Sẽ có những ngày Song Tử làm việc hết sức mình để mong muốn hoàn thành đúng tiến độ. Do đó bạn đã bỏ bê việc ăn uống ngủ nghỉ. Dù có gấp gáp đến đâu đi chăng nữa, chồng sau này cũng cần chú ý và quan tâm đến sức khỏe của mình hơn nữa đấy nhé. Và cung Cự Giải sinh từ ngày 22 tháng 6 cho đến ngày 22 tháng 7. Cự Giải ơi, Cự Giải rất tháo vát và có trí nhớ tốt hơn bao giờ hết. Bất kể việc gì khó đến đâu thì Cự Giải vẫn luôn song sáo bắt tay vào làm mà không tính toán hay suy nghĩ gì quá nhiều. Trong ngày hôm nay thì chồng sau này vẫn đang không ngừng cố gắng để đạt được mục tiêu cho mình. Hôm nay dường như tình duyên của Cự Giải đang nở rộ, hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt của Cự Giải. Tình hình tài chính của cung hoàng đạo này cũng đang khá ổn định trong thời gian này. Dù có là kỳ nghỉ đi chăng nữa, nguồn thu nhập của cung hoàng đạo này trở nên tăng lên trông thấy khi bản thân chi tiêu không nhiều mà lại có thêm nguồn thu nhập từ những công việc làm thêm nữa. Tiếp theo là cung Sư Tử. Sư Tử gần như lo lắng bởi vì mọi thứ dần nằm ngoài tầm kiểm soát. Bạn buồn bực, rất dễ nổi cáu với mọi người. Bạn nên mạnh dạn đối mặt với những người mà mình gặp phải trong cuộc sống. Lời khuyên dành cho bạn là cần phải hết sức kiên nhẫn, không nên nóng giận quá mức, khiến cho cả hai cảm thấy không hài lòng về đối phương. Sự thật là cãi vã cũng sẽ không thể giải quyết được mọi chuyện. Bạn không nên quá quan tâm tới tiểu tiết mà hãy nhắc nhở chính mình về mục tiêu lâu dài mà bản thân bạn đang muốn hướng đến. Điều quan trọng là bạn không để điều gì đó tác động khiến cho mình phải từ bỏ. Còn cung Sử Nữ sinh vào ngày 23 tháng 8 cho đến ngày 22 tháng 9 như thế nào? Sử Nữ cần chăm chút những mối quan hệ xã giao của mình, đối xử tốt với mọi người vì họ đã giúp đỡ cho mình trời nhiều trong cuộc sống. May mắn đang mỉm cười đối với Sử Nữ, vì thế hãy nắm bắt thời cơ để nhanh tay thực hiện những ước mơ dự định của mình ngay đi nhé. Tình hình tài chính của chồng sau này đang khá là ổn định trong ngày Chủ nhật này. Có vẻ như
là sử nữ đang không có kế hoạch chi tiêu gì quá nhiều cả, nên túi tiền của sử nữ vẫn rất dư dả và rủng rỉnh nhé. Tiếp theo là cung Thiên Bình cho quý vị sinh từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 22 tháng 10. Thiên Bình cần dành thời gian và sức lực để thực hiện những việc quan trọng trước, liệt kê ra các công việc được ưu tiên hàng đầu và làm theo điều mà bạn mong muốn. Bạn nên biết giao lưu, kết nối với mọi người nhiều hơn. Có như thế bạn mới mong có thể nhận được sự giúp đỡ từ họ. Tình trạng sức khỏe của bạn đang rất ổn định. Bạn có thể nghĩ đến việc tham gia vào một vài bộ môn nào đó như là đi bộ, yoga hoặc thiền để có thể cải thiện sức khỏe thể chất cũng như về mặt tinh thần. Còn cung Hổ Cáp sinh vào ngày 24 tháng 10 cho đến ngày 21 tháng 11 thì sao? Bọ Cạp hãy sống chậm lại để không phải bỏ lỡ những điều quý giá trong cuộc sống đấy nhé. Hổ Cáp cần dành thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn. Nếu đã hoàn thành công việc thì nên ra ngoài hóng gió hay là tụ tập bạn bè cho thoải mái đầu óc thì sẽ tốt hơn nhiều so với việc nằm dài mãi trong nhà như thế. Về phương diện sức khỏe, nên quan tâm và lắng nghe cơ thể của mình cần gì nhé. Cân bằng mọi thứ ở mức độ vừa phải, cái gì quá nhiều hoặc ít quá cũng sẽ có thể gây hại đến cơ thể của bản thân đấy nhé. Tiếp theo là cung Nhân Mã cho quý vị sinh từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 21 tháng 12. Nhân Mã phải hết sức bình tĩnh, không phải lúc nào cũng tức giận là được việc đâu, có khi còn làm hỏng việc đấy. Có chuyện gì cũng phải nhẫn nhịn một chút. Lời khuyên cho bạn, thay vì chú ý đến những chuyện phù du, hãy dùng năng lượng vào những việc đúng đắn liên quan đến bản thân thì sẽ tốt hơn. Tình hình tài chính của bạn không có gì đáng lo ngại nếu như bạn đang tự biết kiềm chế và kiểm soát lại việc mua sắm của bản thân lại. Và cuối cùng là cung Ma Kết sinh vào ngày 22 tháng 12 cho đến ngày 19 tháng 1. Ma Kết trở nên mâu thuẫn. Lúc đầu Ma Kết rất an tâm và bình an, tuy nhiên lúc sau lại bắt đầu cảm thấy trộn rộn khó chịu trong lòng và rất phương hướng. Thời gian này công việc của chồng sau này trở nên tốt hơn bởi vì Ma Kết khéo léo không chỉ trong cách xử lý công việc mà còn trong sự ứng xử với mọi người xung quanh nữa. Ngày hôm nay nếu muốn chuyển hướng đầu tư, dù là mở rộng loại hình kinh doanh hay chuyển đổi vốn, thì Ma Kết cũng cần phải tham vấn ý kiến chuyên môn trước khi đưa ra những quyết định quan trọng đấy nhé. Và bản tin vừa qua cũng đã kết thúc chương trình tin tức tổng hợp ngày Chủ nhật cuối tuần của đài truyền hình IBC TV do xứ ngôn viên Xuân Anh và Linh Trịnh trình bày. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ quý báu của quý vị khán giả và các cơ sở thương mại đã luôn đồng hành bảo trợ cho đài. Xin kính chúc cho quý vị luôn được an lạc, hạnh phúc và thư giãn. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình tin tức vào ngày mai.